Kính mời toàn thể quý khách hàng cảm nhận về chiếc xe này của bên em. Xe còn cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đây các bác nhìn xem, đèn pha xịn theo xe còn rất là mới, có bi cầu, có đèn nếp, nước sơn màu đỏ xịn rất sáng bóng, la đúc vành đĩa vành ABS, có xi nhan bao rẽ trên gương. Đây có nút bấm từ một chạm, nắm tay nắm cửa đây các bác nhá. Sơn xịn xe rất là sáng bóng rồi, cao chỉ zin, máy số zin, nội thất zin các bác nhá. Chiếc xe với cái độ zin còn rất là cao và giá tiền thì bên em đang bán chỉ có trên 400 triệu đồng một lít thôi các bác nhá. Chỉ trên 400 triệu đồng thôi là toàn thể các bác đã có thể sở hữu mua chiếc xe này về dùng rồi. Con này của em nó là bản đủ cho nên nó trang bị rất là nhiều những cái option các bác nhá. Tôi khi an toàn rất nhiều. Đây có một cái này, một cái nằm ở giữa vô lăng các bác nhá. Và có màn hình Android cỡ lớn loại to đây. Đấy, đề khóa thông minh start top, có chìa khóa thông minh nữa các bác nhá. Đây chìa khóa của chiếc xe đây. Em quấn cái băng dính này để chứa để ghi này, để ghi chữ K3 các bác nhá. Chiếc xe này của em được mang tên là Kia K3, sản xuất năm 2014. Với cần số là tự động, máy 2.0 các bác nhá. Đây là cần số của xe. Đây là nút để tắt bật cảm biến lùi chống va chạm đấy ạ. Đấy, đây là cổng nghe nhạc và cổng điện ra 12V đây. Hệ thống điều hòa của chúng ta đây. Khi ấn đây là hệ thống điều hòa và một số hệ thống nó cũng sẽ hoạt động các bác nhá. Đây các bác nhìn xem này. Đấy. Bật này, tắt này. Màn hình đây các bác nhá, màn hình sắc nét luôn. Đấy. Và đây là vô lăng của xe, vô lăng có tích hợp rất nhiều phím điều khiển. Đây, vị trí này được thiết kế là có cruise control đi ga tự động các bác nhá. Bên kia là để điều chỉnh volume âm lượng và tăng giảm lách bài hát như là đàm thoại rảnh tay các bác nhá. Vô lăng của xe 3 chấu, các bác nhìn xem mặt phím còi xe rất là mới luôn, do sử dụng ít cho nên mặt phím còi mới đẹp đẹp như này các bác nhá. Đây, logo đây, vũ khí đây. Ở trên đây có một vị trí để cho mình nhìn vào đây. Đây là hệ thống đồng hồ của xe các bác nhá và nhiệt độ. Rồi. Kia K3 các bác ạ, màu đỏ zin. Và nếu mà bác nào thích Kia K3 đời 2016 màu trắng, em cũng có một con nữa các bác nhá, đều là gốc Hà Nội hết. Con này của em cũng vậy, cũng là gốc Hà Nội các bác nhá, biển 17 gốc Hà Nội. Và con kia cũng là 2.0, con này cũng là 2.0 luôn. Còn bác nào thích Cerato máy 1.6 thì bên em vẫn còn hai con các bác nhá, hai con, một con màu vàng cát. Đấy, máy 1.6, một con màu vàng cát, một con màu đỏ, máy 1.6 số tự động. Đều biển Hà Nội với gốc Hà Nội hết các bác nhá. Bác nào mà đang nhu cầu mua những dòng xe như thế này với tầm tiền trên 400 triệu đồng, mời các bác mình qua siêu thị ô tô Hải Dương. Đây ạ. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương các bác nhá. Đấy, đối diện 225 Trường Chinh. Số điện thoại 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 các bác nhá. Phía sau các bác thấy là có những mắt cảm biến lùi chống va chạm và có camera lùi đồng hoàng đầy đủ. La cabin của xe rất đẹp, lốp dày. Đấy, nội thất tươi sáng các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ mời các bác mình xem vào bên trong nội thất của chiếc xe này, xem chiếc xe này như thế nào các bác nhá. Ở khu vực này đấy ạ, thì nó có trang bị một số những cái vị trí nữa. Đây, các bác nhìn xem là có gương kính điều chỉnh điện và hai kính trên này là kính auto một chạm các bác nhá. Đây, kính auto một chạm nằm đây, đây là chốt cửa này, đây là cục gương này, đây là cái chính mặt gương các bác nhá. Và có hai chế độ nhớ ghế đây. 1 2 2 chế độ nhớ ghế luôn. Và ghế của xe nó là ghế điện. Đây, ghế điện xe đây ạ. Đấy, các bác xem nhá. Vách cửa đây các bác nhá. Cụ đồng cũng biết cánh cửa xe rất đẹp và chưa bị tháo vặn thì cả. Đây các bác nhìn này. Đấy. Chưa bị tháo vặn thì cả các bác nhá. Xe không lỗi lầm, cam kết cho các bác yên tâm là xe không lỗi lầm gì các bác nhá. Đấy, bảo hành cam kết cho các bác là xe không lỗi tai nạn, đâm đụng và ngập nước thủy kích. Pháp lý rõ ràng, sang tên bình thường, nhanh gọn cho các bác luôn. Và đây là phần bếp cánh cửa của chiếc xe mà em đang quay review giới thiệu tới toàn thể các bác. Đấy, các cánh cửa ở đây các bác nhá. Chỗ này bằng chất liệu da, da xịn theo xe vẫn còn đẹp. Đấy, vẫn còn đẹp các bác nhá, vẫn đẹp nguyên. Đấy, dàn âm thanh của xe nghe rất là chất rồi. Khung sườn, vách gầm các thứ là không bị han hay là mục mọt các bác nhá. Sàn của xe được lắp thảm trải sàn 5D, dưới là lý các bác nhá. Chỗ này tăng giảm sáng và đây là có hệ thống chống trơn trượt đây này. Đấy. Còn đây là cái vị trí phần góc cắt nô của chiếc xe. Các bác nhìn nhá. Đấy, ghế da màu đen, ghế da xịn theo xe. Đấy, và trang bị thì có cửa sổ trời nữa các bạn. Chân lý theo xe các bác nhá. Rồi tiếp theo. Tôi bỏ xe thì gõ kêu long quang như này hết các bác này. Sơn zin của xe vẫn còn khá là nhiều. Gioăng cửa đều là gioăng cửa xịn. Còn tốt, không bị rách xấu cái gioăng là vả các bác nhá. Bếp cửa đây ạ. Các bác nhìn xem ok chưa? Các bác thấy xe ok không? Các bác thấy chiếc xe ok nhấn like, nhấn chia sẻ để cho em biết và cũng là một cách để ủng hộ em các bác nhá.
kính nhựa đây, tay mở cửa đây, vách cửa đây, bu lông ốc vít đây, vẫn chấm sơn, vẫn còn chấm sơn màu trắng đây các bác này. Đấy, móc khóa sáng đẹp, lòng trong sơn xi vẫn là sơn zin các bác nhá. Đây, các bác nhìn xe ok không? Đấy, và đây các bác nhìn xem cho em là đây là cái phần cửa gió thổi hàng ghế phía sau nhá. Chỗ này có một cái vị trí để cho mình đựng đồ và đựng nước đây này. Đấy, phía sau đựng đồ thoải mái luôn các bác ạ. Đấy, rồi nhá, đã xong phần một bên lái, bên tài. Tiếp theo mời các bác mình đón xem ở vị trí tiếp theo nữa của xe. Đèn trước đèn sau đều đèn zin và đèn sau này thì đã được dán đổi màu đen rồi. Rồi thì màu đen rồi các bác nhá. Đấy, nước sơn xi xe thì rất là bóng mượt đây, thân vỏ căng đều, không một lỗi nhỏ này các bác nhá. Không có nhỏ về thân vỏ luôn. Kính của xe thì bọc dán xung quanh hết rồi, đẹp chân kính ốp lốc rồi các bác nhá. Còn đây là lốc của xe đây, lốc đây ạ. Ừ, em đánh con đi lốp vào đây. Đuôi sau rất là to rộng các bác nhá, phía sau rất là rộng luôn để đồ thoải mái. Biển 17 tên tư nhân chính chủ. Đấy, đèn này khi bật vào tối lên rất đẹp nha các bác nhá. Các bác nhìn nó có 1 2 3 4 5 6 7 8 cái mắt này các bác này. Bật vào tối lên rất đẹp. Và lốp là đăng của xe đây, lốp dày, na giống đúc là nhiều chấu các bác nhá. Bánh đĩa 4 bánh, bánh ABS 4 bánh luôn. Và tiếp theo là cái vị trí ở đây cho toàn thể các bác mình ngắm lốp đây. Đây các bác nhìn nhá. Sẽ đầy đủ và chi tiết cho toàn các bác mình ngắm đón xem. Đây, 4 cánh cửa xe là đẹp như nhau. Đồ nhựa của xe nó khá là tươi sáng, sần nhựa của xe là chưa bị mòn dấu hiệu kém các bác nhá. Đấy. Đấy, các bác thấy chiếc xe này ok không ạ? Đấy, thấy chiếc xe này ok các bác mình ngắm nốt video này. Đấy, xong là gọi điện trực tiếp cho bên em theo 3 số điện thoại em cung cấp cho các bác nhá, để chốt giá đẹp nhất hơn 400 triệu đồng một lít thôi, có thể các bác đã có thể sở hữu mua dùng rồi. Và đây là vị trí mà em đang review quay cho các bác mình xem thêm. Đấy, nó đẹp đều với nhau các bác ạ, không có vấn đề gì cả. Bù lông cánh cửa xe chưa bị tháo vặn các bác nhá. Vách cửa đây, kính của xe bọc dán xung quanh rồi. Rồi em mời các bác xem lốt phần vỏ bên ngoài. Rồi em đóng hơi mạnh tay đi đúng không ạ. Dòng này form dáng thật đẹp các bác nhỉ. Em thấy form dáng của dòng xe này khá là đẹp luôn, khá là bắt mắt, trẻ trung, năng động, thời trang. Và đây là một trong những dòng xe cực kỳ lành và tiết kiệm các bác nhá. Máy số zin. Và máy 1.6 này, à máy 2.0 này thì cũng tiêu thụ nhiên liệu xe tầm khoảng là trên dưới 8 lít trên 100 km các bác nhá. Đấy, tầm khoảng đó. 7 đến 8 lít trên 100 km đây. Và các bác nhìn cho em phần sườn vỏ bên ngoài xe đây ạ. Ok nhá, không vấn đề gì cả. Đăng kiểm tháng 2 năm 2023. Kính của xe bọc dán hết xung quanh rồi. Đấy, phần đầu xe đây các bác nhá, cặp đèn pha còn rất là mới và đều là đèn zin theo xe, đèn đều là đèn zin nguyên theo xe các bác nhá. Bây giờ em mời các bác xem nốt phần gầm đi, gầm máy đi. Đấy, gầm không có dấu hiệu kém xấu gì cả nhá. Đấy, bây giờ là phần đầu xe, em mời các bác xem nốt này. Đấy, sổng đến gầm và máy này, có cảm biến chống va chạm nằm ở phần trên này các bác nhá, cảm biến quanh xe luôn. Cảm biến quanh xe luôn nha các bác. Đấy, gầm tiếp theo đây. Đấy, quá ok cho một chiếc xe mà với giá trị của nó đến bây giờ là không cao đúng không ạ. Đời của xe này cũng là bình thường, 8 năm sử dụng rồi. Máy đây, mời các bác xem động cơ khoang máy xe nhá. Anh em mở em cabo ra đi. Bên trong kia thì vẫn còn một số những mẫu xe cùng loại này các bác nhá, như là K3 hay là Cerato bên em có mấy chiếc liền cơ. Còn đây là khoang máy, bên em đã vệ sinh sạch sẽ gọn gàng rồi. Máy số zin các bác nhá. Máy động cơ công nghệ DOHC 16 van. Đấy, khoang máy đây. Máy cực chất luôn, không bàn về máy các bác nhá. Cabo đây thì nguyên này. Thì nguyên đúng không ạ? Mọi chức năng của chiếc xe đang hoạt động bình thường và các bác mua về không cần phải mất tiền vào đâu để sửa chữa hay là bảo dưỡng hay là mình thay thế gì nữa các bác nhá. Về các bác mình nếu mà cẩn thận thì chỉ có thay dầu thôi. Đấy, thay dầu xe thì mình cẩn thận mình thay thôi, chứ còn dầu xe vẫn còn đẹp. Thủ tục sang tên đổi biển công chứng ủy quyền, hoặc là các bác mình muốn bên em ship xe đến tận nhà cho thì bên em cũng sẽ ship và hỗ trợ sang tên đổi biển cho các bác mình tận nơi.
tận nhà các bác nhá. Bên em có đổi xe, có thu mua lại tất cả những dòng xe ô tô cũ đã qua dụng với số lượng lớn luôn các bác nhá. Vâng, và giá chiếc xe này thì bên em thường thường vẫn bán quanh quanh tầm khoảng 450 các bác nhá, thường thường vẫn bán tầm khoảng như vậy. Còn chiếc xe này ở mức giá là bao nhiêu thì các bác mình cứ alo gọi điện cho bên em để chốt các bác nhá, để chốt giá đẹp. Vâng, xin cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Các bác hãy nhớ quay trở lại xem video bên em các bác nhá. Và nhớ nhấn like, nhấn chia sẻ, nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang để xem thêm video mới nhất của bên em đăng lên theo hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng các bác nhá. Rất nhiều video đăng lên theo hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng luôn. Vâng, xin cảm ơn toàn thể các bác.